bò khắp người anh mình vậy? Mình lại xem mới được. Anh ơi, anh dậy 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 dậy. Con gì bò khắp người anh kìa. Ồ, trời con gì đây? À thì ra mấy con trùng này em có điện thoại không? Gọi cho bác sĩ Dora nhanh lên. Ôi giời, sợ quá. Quán đồ xây là cái gì ra cái này? Quán đồ xây ra cái gì ra cái này? Anh tôi đi mấy con côn trùng trên đường rồi. Bác sĩ đến giúp anh tôi với. Côn trùng bỏ lên người hả? Nhà anh ở đâu? Để tôi đến liền. Dạ, nhà tôi ở ngã ba cây tre. Anh tới liền nha. Ok, tôi đến liền. Để lấy đi hết thôi. Bác sĩ đến chưa em? Dạ, bác sĩ sắp tới rồi ha. Bác sĩ luôn. Chào bác sĩ. Anh bị sao vậy? Bác sĩ, hồi nãy tôi nằm ngủ ở đây á, khi mấy con côn trùng bò lên người tôi hết rồi. Chắc là anh ngủ ngoài này là côn trùng nó sẽ bò phải vào nhà ngủ. Nếu không là côn trùng nó sẽ bò. Bác sĩ, từng con này nó tôi vui đi. Okay. Tôi thấy sợ quá à. Mấy con cắn tôi đau quá. Bác sĩ ơi. Nhẹ thôi bác sĩ ơi. À, đau quá. Cá sấu thì nó bò như nước lên. À, con gì á bác sĩ? Sấu nè. Cá sấu. Con gì đó? Đau quá kìa. Con thằng là nè. Ơi con ông đau quá. Ông đau quá. Đau quá. Sợ quá. Oh my god. Con hồi nãy nó chích tôi nguyên cục. À, con gì đấy? Con trùng khác. Hình như đây là con ruồi mà. Ruồi nè. Để lấy một con nhện. Ừ, con nhện gớm quá à. Ôi, con nhện bự ghê. À, đau lắm. À. Ôi, tôi sợ lắm bác sĩ ơi. À. Ủa, bác sĩ. Bò cạp. Con gì đấy? Con bò cánh đứng nè. À. Bò cạp à. Cứng. Bò cạp cứng nó vẫn cứng quá. Bỏ con cứng. Con cắn tôi kìa. Bác sĩ ơi, con bỏ cứng. Còn con đâu? Thằng Lan nè. Con tắc kè kìa bác sĩ đó. Tắc kè nè. Con gì đó? Tắc kè. Đâu quá, nó cắn tôi kìa. Kìa. Con gì đây? Sấu. Đâu quá bác sĩ, làm gì vậy? Nó cắn tôi kìa. Hết rồi chưa bác sĩ? Đúng rồi. À, con gì á? Ăn hàng lần. Hết chưa bác sĩ? Kìa. Con gì á? Tắc kè. À, đau quá. Tắc. Sao? Xong rồi. Hết chưa bác sĩ? Hết rồi. Ê, con gì đây nè? À, thằng lắng. À, nó cắn tôi đau quá. Xong rồi. Bác sĩ ơi, hồi nãy con ong nó cắn tôi tay nè, nó sưng nguyên cục. Bác sĩ bôi oxy già cho tôi đi. Đau quá. Sao? Nhưng mà tôi vẫn thấy đau. Bác sĩ, tim tôi tim nhẹ nha bác sĩ. Tim mặn. Đau quá. Tim mặn luôn. Tim nhẹ ơi, ông tôi cánh đau lắm. Đau quá. Đây bác sĩ gắn lại. Đau quá bác sĩ ơi. Đau quá. Tôi dán lại nha. À, nhẹ thôi bác sĩ, dán cũng đau quá. Thì sao bây giờ? Sao? Uống nước, uống thuốc rồi. Mang về nhà uống thuốc theo bác sĩ nha. Dạ. Tôi cảm ơn bác sĩ đã gửi hết côn trùng cho tôi. Không có gì. Tôi đi về với bác sĩ. Bác sĩ dọn rồi, tôi đi về. Yeah. Yeah.